Thế kỷ 19, một thời kỳ đầy biến động và chuyển đổi sâu sắc, đã chứng kiến những thay đổi to lớn định hình lại trật tự thế giới. Trên khắp lục địa châu Âu, tiếng vó ngựa của quân đội Napoleon vang dội, khơi mào cho những cuộc chiến tranh đế quốc khốc liệt nhằm giành quyền thống trị toàn cầu. Cùng lúc đó, làn sóng đấu tranh giành độc lập bùng nổ mạnh mẽ ở Nam Mỹ, giải phóng nhiều quốc gia khỏi ách thực dân. Tại phương Đông, Trung Quốc chìm trong biển lửa của các cuộc khởi nghĩa nông dân, trong khi Nhật Bản bước vào kỷ nguyên Minh Trị, mở cửa đất nước và thực hiện cuộc cải cách sâu rộng, thay đổi hoàn toàn bộ mặt xã hội. Các cường quốc thực dân với tham vọng bá chủ không ngừng bóc lột tài nguyên và nhân lực từ các thuộc địa, tích lũy khối lượng của cải khổng lồ. Trong khi đó, tại Bắc Mỹ, cuộc nội chiến đẫm máu giữa hai miền Nam Bắc Hoa Kỳ đã định đoạt số phận của quốc gia này, đồng thời tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến cục diện thế giới. Thế kỷ 19 cũng là thời kỳ chứng kiến những đột phá khoa học kỹ thuật vượt bậc, làm thay đổi đời sống con người. Sự ra đời của xe lửa và ô tô đã cách mạng hóa ngành giao thông vận tải, rút ngắn khoảng cách địa lý và kết nối thế giới. Súng lục ổ quay xuất hiện, làm thay đổi chiến thuật quân sự và gia tăng sức hủy diệt của chiến tranh. Từ những phát minh thiết thực như thực phẩm đóng hộp đến những sáng tạo đột phá như máy tính, từ những nhân vật lịch sử vĩ đại như Napoleon Bonaparte đến những sản phẩm đời thường như tã lót sản xuất hàng loạt, thế kỷ 19 đã tác động sâu sắc đến nền văn minh nhân loại. Sau đây là 11 trong số những sự kiện tiêu biểu nhất thế kỷ 19 đã định hình nên thế giới hiện đại ngày nay. Trận Trafalgar. Ngày 21 tháng 10 năm 1805, lịch sử hải quân thế giới ghi dấu ấn bởi trận Trafalgar, một trận chiến được người Anh xem là quan trọng nhất trong chiến tranh Napoleon, thậm chí là trong toàn bộ lịch sử hàng hải của họ. Chiến thắng vang dội này đã giải cứu nước Anh khỏi nguy cơ bị quân đội Napoleon xâm lược, bảo vệ vững chắc chủ quyền và vị thế của quốc đảo này. Mặc dù thực tế Napoleon đã từ bỏ kế hoạch đổ bộ lên bờ biển Anh trước đó, nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng mang tính bước ngoặt của trận Trafalgar. Vào ngày định mệnh ấy, đối mặt với hạm đội hùng mạnh của Liên quân Pháp, Tây Ban Nha với số lượng tàu chiến vượt trội, hạm đội Anh dưới sự chỉ huy tài ba của đô đốc Horatio Nelson đã dũng cảm nghênh chiến và giành lấy chiến thắng oanh liệt. Kết quả của trận chiến đã chặn đứng hoàn toàn tham vọng bá chủ đại dương của Napoleon, đồng thời xác lập vững chắc vị thế thống trị của Hải quân Hoàng gia Anh trong suốt thế kỷ tiếp theo. Chiến thắng Trafalgar chính là nền tảng vững chắc cho sự hùng mạnh của đế quốc Anh trên trường quốc tế. Nếu người Pháp giành chiến thắng trong trận chiến mang tính quyết định này, Napoleon hoàn toàn có thể khôi phục lại kế hoạch xâm lược nước Anh. Và có lẽ tiếng Pháp sẽ là thứ tiếng phổ biến nhất trên thế giới. Bãi bỏ chế độ nô lệ. Cuộc chiến chống lại chế độ nô lệ đã âm ỉ từ cuối thế kỷ 18 trên khắp thế giới. Và đế quốc Anh, một trong những đế chế hùng mạnh nhất thời bấy giờ, cũng không nằm ngoài dòng chảy lịch sử ấy. Mặc dù những nỗ lực đầu tiên nhằm xóa bỏ chế độ nô lệ đã xuất hiện từ trước đó, nhưng phải đến năm 1807, chiến thắng quan trọng đầu tiên mới thực sự đến với phong trào bãi nô. Dưới sự lãnh đạo của William Wilberforce, một chính trị gia kiên định và đầy nhiệt huyết, chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ tại quần đảo Anh. Tuy nhiên, chiến thắng này mới chỉ là một phần, bởi nó chưa thể chấm dứt hoàn toàn nạn buôn bán và sử dụng nô lệ tại các thuộc địa rộng lớn của đế quốc Anh. Trải qua nhiều năm đấu tranh không ngừng nghỉ, với hàng loạt dự luật và cải cách pháp lý được ban hành, chế độ nô lệ cuối cùng đã bị xóa bỏ hoàn toàn tại đế quốc Anh vào năm 1838. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, nước Pháp cũng chứng kiến những chuyển biến trong cuộc chiến chống chế độ nô lệ. Chính quyền cách mạng Pháp đã ban hành sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ vào năm 1795. Nhưng chế độ này lại được Napoleon Bonaparte tái lập trong thời gian ông nắm quyền. Khi làn sóng phản đối chế độ nô lệ lan rộng khắp thế giới, người Anh đã đóng vai trò tiên phong trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán nô lệ. Hải quân Hoàng gia Anh được huy động để truy quét các tàu buôn nô lệ hoạt động ngoài khơi bờ biển Tây Phi, góp phần quan trọng vào việc chấm dứt nạn buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, chế độ nô lệ trở thành vấn đề gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội, đẩy đất nước này đến bờ vực của cuộc nội chiến. Phong trào bãi nô ngày càng lớn mạnh ở miền Bắc, trong khi miền Nam
nơi nền kinh tế phụ thuộc vào lao động nô lệ, kiên quyết bảo vệ quyền sở hữu nô lệ của mình. Mâu thuẫn không thể dung hòa này cuối cùng đã dẫn đến cuộc nội chiến Hoa Kỳ đẫm máu, kết thúc với chiến thắng của phe liên bang miền Bắc, giải phóng hoàn toàn nô lệ trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Trận Waterloo. Trận Waterloo, một trong những trận chiến nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại, đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng bá chủ châu Âu của Napoleon Bonaparte, đồng thời khép lại kỷ nguyên của những cuộc chiến tranh Napoleon đầy biến động. Mặc dù phải hứng chịu thất bại cay đắng trong chiến dịch xâm lược nước Nga và bị buộc phải thoái lui về Paris, Napoleon vẫn chưa chịu chấp nhận số phận. Bị lưu đày đến đảo Elba, vị hoàng đế đầy tham vọng này vẫn nung nấu ý định phục thù. Và chỉ trong một thời gian ngắn, Napoleon đã trốn thoát khỏi nơi lưu đày, trở về nước Pháp và tập hợp một đội quân hùng mạnh với sự ủng hộ của những người trung thành. Tuy nhiên, giấc mộng phục hưng đế chế của Napoleon đã nhanh chóng bị dập tắt tại Waterloo. Trên chiến trường này, ông phải đối mặt với một liên minh quân sự hùng mạnh bao gồm quân đội Anh, Hà Lan, Phổ, Hanover, Nassau và Brunswick. Dưới sự chỉ huy tài ba của Arthur Wellesley, công tước Wellington, người sau này được ca ngợi là một trong những vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự thế giới, liên quân đã giáng cho Napoleon một đòn thất bại quyết định, chấm dứt hoàn toàn quyền lực của ông tại châu Âu. Chiến thắng Waterloo đã đưa tên tuổi Wellington lên hàng ngũ những vị anh hùng dân tộc của nước Anh, mở đường cho ông trở thành thủ tướng Anh quốc sau này. Độc lập Nam Mỹ. Đầu thế kỷ 19, một làn sóng cách mạng và phong trào giành độc lập bùng nổ dữ dội khắp khu vực Mỹ Latin, nơi từ lâu đã là thuộc địa của các đế quốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Sự suy yếu của các cường quốc này cùng với sự suy tàn của chế độ thực dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thuộc địa vùng lên đấu tranh giành tự do. Từ năm 1811 đến năm 1828, một loạt quốc gia Mỹ Latin đã lần lượt tuyên bố độc lập, thoát khỏi ách thống trị của các đế quốc thực dân: Paraguay, Argentina, Chile, Guatemala, Brazil, Peru và Uruguay. Sau nhiều năm sống dưới sự cai trị của ngoại bang, cuối cùng đã giành được quyền tự quyết định vận mệnh của chính mình. Con đường giành độc lập của các quốc gia Mỹ Latin không hề trải đầy hoa hồng. Họ đã phải đương đầu với sự kháng cự quyết liệt từ các lực lượng trung thành với chính quyền thực dân. Nhưng khát vọng tự do và độc lập đã bùng lên mạnh mẽ trong lòng người dân, biến thành làn sóng cách mạng không gì có thể ngăn cản. Dẫn dắt phong trào giành độc lập của Mỹ Latin là những nhà lãnh đạo tài ba và đầy nhiệt huyết: Miguel Hidalgo ở Mexico, José de San Martín ở khu vực phía nam của lục địa và đặc biệt là Simón Bolívar, người được mệnh danh là người giải phóng, đã trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập của Mỹ Latin. Với tài năng quân sự và tầm nhìn chiến lược, Bolívar đã lãnh đạo nhân dân Venezuela, Bolivia, Colombia, Panama, Ecuador và Peru giành được độc lập, góp phần thay đổi bản đồ chính trị của cả một châu lục. George Stephenson và cuộc cách mạng đường sắt. George Stephenson, người được mệnh danh là cha đẻ của đường sắt, đã ghi dấu ấn của mình trong lịch sử nhân loại với phát minh mang tính đột phá, đầu máy hơi nước chạy trên đường ray. Ý tưởng tiên phong của Stephenson đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Và trong suốt những năm 1820 và 1830, hàng trăm dặm đường sắt đã được xây dựng và thử nghiệm thành công. Sự ra đời của đường sắt đã tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực giao thông vận tải, thương mại và đời sống xã hội. Hàng ngàn dặm đường sắt được lắp đặt trên khắp thế giới, kết nối các thành phố và thị trấn cách xa nhau, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Đường sắt không chỉ tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, mà còn mở ra cơ hội du lịch cho những người có thu nhập thấp, những người trước đây không có đủ khả năng chi trả cho các phương thức di chuyển đắt đỏ và chậm chạp. Sự kết thúc của chủ nghĩa cô lập tại Nhật Bản. Trong suốt hơn hai thế kỷ, Nhật Bản đã tự cô lập với thế giới bên ngoài bằng chính sách Sakoku. Theo đó, việc người nước ngoài vào hoặc người Nhật Bản ra khỏi đất nước đều bị cấm đoán nghiêm ngặt, thậm chí có thể bị trừng phạt bằng án tử hình. Tuy nhiên, bức màn bí ẩn của đất nước mặt trời mọc đã bị xé toạc vào năm 1854. Một hạm đội tàu chiến Mỹ hùng mạnh do đề đốc Matthew Perry chỉ huy bất ngờ xuất hiện tại vùng biển Nhật Bản, yêu cầu chính quyền mạc phủ Tokugawa mở cửa các cảng biển
cho tàu thuyền Mỹ cập bến để tiếp tế và sửa chữa. Trước sức mạnh vượt trội của hạm đội Mỹ, Nhật Bản buộc phải ký kết Hiệp ước Hữu nghị với Hoa Kỳ, mở đầu cho quá trình giao lưu và hội nhập với thế giới. Vài năm sau đó, Nhật Bản tiếp tục ký kết các hiệp ước tương tự với các cường quốc phương Tây khác. Năm 1860, một phái đoàn ngoại giao Nhật Bản đã được cử đến Hoa Kỳ để chính thức phê chuẩn Hiệp ước Hữu nghị. Năm 1868, cuộc Minh trị Duy Tân bùng nổ, lật đổ chế độ mạc phủ Tokugawa, chấm dứt thời kỳ Edo kéo dài hơn 250 năm. Nhật Bản chính thức mở cửa với thế giới, bước vào kỷ nguyên mới với những cải cách sâu rộng trên mọi lĩnh vực, đặt nền móng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của mình trong những thập kỷ tiếp theo. Phát minh bóng đèn. Mặc dù Thomas Edison được biết đến rộng rãi là cha đẻ của bóng đèn, nhưng lịch sử của phát minh này đã trải qua một hành trình dài với nhiều đóng góp quan trọng trước khi ông được cấp bằng sáng chế cho phiên bản của mình vào năm 1879. Câu chuyện về bóng đèn bắt đầu từ năm 1800 khi nhà vật lý người Ý Alessandro Volta phát minh ra pin Volta, phương pháp tạo ra dòng điện ổn định đầu tiên. Trong quá trình nghiên cứu, Volta cũng là người đầu tiên tạo ra ánh sáng điện từ việc làm nóng dây dẫn bằng dòng điện. Vài năm sau, vào năm 1802, nhà hóa học người Anh Humphry Davy đã kết nối các điện cực than với pin Volta và tạo ra đèn hồ quang điện, một bước tiến lớn trong việc ứng dụng điện năng vào chiếu sáng. Trong những thập kỷ tiếp theo, nhiều nhà khoa học và nhà phát minh đã không ngừng nỗ lực để cải tiến thiết kế đèn điện. Đáng chú ý nhất là Joseph Swan, một nhà vật lý và hóa học người Anh. Swan đã phát minh ra bóng đèn sợi đốt sử dụng dây tóc platin, được cấp bằng sáng chế vào năm 1878 và trình diễn công khai vào tháng 2 năm 1879. Tuy nhiên, bóng đèn của Swan có tuổi thọ ngắn và hiệu suất chiếu sáng thấp, chưa phù hợp cho ứng dụng thực tế. Nắm bắt được tiềm năng to lớn từ phát minh của Swan, Thomas Edison đã nhanh chóng cải tiến thiết kế bằng cách thay thế dây tóc platin bằng sợi carbon, giúp tăng tuổi thọ và hiệu suất chiếu sáng của bóng đèn. Edison được cấp bằng sáng chế cho thiết kế cải tiến này và sau đó đã kiện Joseph Swan vì vi phạm bằng sáng chế. Nhưng Edison đã thua kiện và hai người cuối cùng đã hợp tác thành lập một công ty chung để sản xuất và kinh doanh bóng đèn. Sự ra đời của bóng đèn đã tạo nên một cuộc cách mạng trong lịch sử nhân loại. Nó chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu thắp sáng, mang đến nguồn ánh sáng tiện lợi và hiệu quả cho con người, đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển của các thiết bị điện tử trong thế kỷ 20. Nội chiến Hoa Kỳ. Nội chiến Hoa Kỳ diễn ra từ năm 1861 đến năm 1865 là một trong những sự kiện bi thảm và tàn khốc nhất thế giới trong thế kỷ 19. Cuộc chiến huynh đệ tương tàn này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 620.000 đến 750.000 binh sĩ và vô số thường dân. Tuy nhiên, từ đống tro tàn của chiến tranh, một trang sử mới đã được mở ra cho nước Mỹ. Hơn 4 triệu nô lệ đã được giải phóng, đánh dấu bước tiến lớn trong cuộc chiến chống lại chế độ nô lệ và thúc đẩy phong trào đấu tranh cho quyền bình đẳng của người da đen. Chiến thắng của Liên bang miền Bắc đã định hình lại vận mệnh của Hoa Kỳ, khẳng định sự thống nhất đất nước và đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong thế kỷ 20. Mặc dù nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại dai dẳng trong xã hội Mỹ, nhưng cuộc nội chiến đã gieo mầm cho lý tưởng tự do và bình đẳng, trở thành kim chỉ nam cho nước Mỹ trên con đường trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới. Phát minh điện thoại. Năm 1875, Alexander Graham Bell đã tạo ra một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát minh với chiếc điện thoại đầu tiên. Phát minh mang tính đột phá này đã xóa bỏ rào cản địa lý trong giao tiếp, cho phép con người kết nối tức thì với nhau ở khoảng cách xa xôi. Trước đó, việc truyền tải thông tin có thể mất vài ngày, vài tuần, thậm chí vài tháng, nay chỉ còn gói gọn trong tích tắc. Tuy nhiên, giống như nhiều phát minh vĩ đại khác, câu chuyện về điện thoại không chỉ xoay quanh một cái tên. Trên thực tế, Alexander Graham Bell không phải là người duy nhất ấp ủ ý tưởng truyền tải âm thanh bằng điện. Trước đó, vào năm 1849, nhà phát minh người Ý Antonio Meucci đã bắt đầu nghiên cứu ý tưởng này, nhưng do gặp khó khăn về tài chính, ông buộc phải từ bỏ dự án dang dở. Phát minh của Bell được xây dựng dựa trên nền tảng nghiên cứu và những ý tưởng của những người đi trước và thậm chí còn vướng phải tranh cãi về bản quyền.
vào ngày Bell nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho điện thoại, một kỹ sư người Mỹ khác là Elisa Gray cũng nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho thiết bị tương tự. Cuối cùng, luật sư của Bell đã đến văn phòng sáng chế trước Gray, giúp Bell giành được quyền sở hữu trí tuệ cho phát minh mang tính lịch sử này. Cuộc tranh giành châu Phi. Mặc dù thời đại chủ nghĩa thực dân đã bắt đầu từ khoảng năm 1500 sau khi tân thế giới được khám phá, nhưng phải đến thế kỷ 19, nó mới bước vào giai đoạn bùng nổ và tàn bạo nhất, đặc biệt là ở lục địa châu Phi. Không quan tâm đến người dân bản địa và những đường biên giới truyền thống giữa các cộng đồng người châu Phi, các cường quốc châu Âu đã tự ý chia cắt lục địa này trong hội nghị Berlin từ năm 1884 đến năm 1885. Hội nghị này được tổ chức với mục đích duy nhất là phân chia miếng bánh châu Phi cho các đế quốc thực dân, bất chấp sự phản đối của người dân bản địa. Hội nghị Berlin đã mở màn cho cuộc tranh giành thuộc địa khốc liệt ở châu Phi kéo dài đến tận năm 1914, khi bản đồ thuộc địa cuối cùng được hoàn thiện. Trong suốt thời gian này, người dân châu Phi phải gánh chịu những hậu quả tàn khốc từ chính sách khai thác thuộc địa tàn bạo, từ nạn bóc lột tài nguyên, nô dịch đến các vụ thảm sát đẫm máu. Cho đến nay, lục địa châu Phi vẫn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ thời kỳ đen tối này. Những đường biên giới được vạch ra một cách tùy tiện bởi các cường quốc châu Âu vẫn còn đó, gây ra xung đột sắc tộc và bất ổn chính trị. Nền kinh tế của nhiều quốc gia châu Phi vẫn phụ thuộc vào các cường quốc thuộc địa cũ, trong khi người dân tiếp tục sống trong nghèo đói do tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt với giá rẻ. Cuộc tranh giành châu Phi là một minh chứng rõ ràng cho sự tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, để lại những vết thương chưa lành trên lục địa đen và là bài học lịch sử đắt giá cho toàn nhân loại. Đài phát thanh. Đối với nhiều người, Guglielmo Marconi là cha đẻ của radio, nhưng ở Nga, Alexander Stepanovich Popov mới là người được vinh danh cho phát minh này. Thực tế, ngày 7 tháng 5 được tổ chức ở Nga là ngày phát thanh để kỷ niệm phát minh của Popov vào năm 1895, trùng với năm Marconi công bố phát minh của mình. Sự thật là, rất nhiều nghiên cứu và phát minh đã đóng góp vào sự ra đời và hoàn thiện của chiếc radio. Việc xác định ai là người đầu tiên phát minh ra radio trở nên phức tạp và gây tranh cãi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tầm quan trọng của radio trong việc cách mạng hóa truyền thông và thay đổi tiến trình lịch sử. Kể từ khi ra đời, liên lạc vô tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền văn minh nhân loại, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, từ giao tiếp hàng ngày đến kết quả của các cuộc chiến tranh. Lịch sử nhân loại chứng kiến vô số sự kiện và phát minh có khả năng thay đổi tiến trình của nó. Nếu chiến tranh năm 1812 diễn ra theo một chiều hướng khác, Hoa Kỳ có thể đã đóng một vai trò khác biệt trên trường quốc tế. Nếu Clark Benz không chế tạo chiếc ô tô đầu tiên vào năm 1885, thế giới giao thông vận tải ngày nay sẽ ra sao? Nếu Marie Curie không dấn thân vào lĩnh vực nghiên cứu của mình, sự hiểu biết của nhân loại về phóng xạ có thể đã bị trì hoãn hàng thập kỷ. Thế kỷ 19 là một giai đoạn chứng kiến những biến động to lớn và những đột phá mang tính bước ngoặt. Tất cả đã góp phần định hình thế giới hiện đại. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!